Xin chào anh chị, hiện tại Sâm đang có mặt tại xã Long Khánh, thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên con đường lộ đan 3,5 m này, để quay giới thiệu đến cô chú anh chị gần xa một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 3.100 m². Trước tiên để quay sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Hướng trên màn hình của chú anh chị đang nhìn là hướng ra đường ấp Phước Hòa. Ra đó là cũng là con đường thông nữa nha. Nó có con đường ngang qua. Còn cái vị trí đất mình là từ ngay cái vị trí này, ngay đây. Đó, có trụ cột ha. Đi ngang qua là 24,6 m. Và có chiều sâu vào là 153 m. Phía sau hơi teo hậu một tí nha cô chú anh chị. Hiện tại chủ đang kêu mảnh đất này với giá là 830 triệu trên 1.000 m². Còn hướng trên màn hình của chú anh chị đang nhìn là hướng ngược lại nãy ha. Là hướng về đường tỉnh lộ 868, khoảng cách từ vị trí đất mình về tới tỉnh lộ 868 là khoảng 1.500 m là tới. Ngay đó có xã Long Khánh, chợ Long Khánh và đầy đủ những tiện ích như là điện máy xanh, bách hóa xanh, rồi ngân hàng đồ luôn đó nha. Ở đây điện nước và wifi đều có đầy đủ hết. Đó, đường dây điện nè. 24m6 là khoảng nằm ngay vị trí này nha cô chú anh chị. Đó. Đi sâu vào là 153 m. Hiện tại đất mình là đất trồng cây lâu năm. Xe ô tô có thể vào tới đất mình được luôn nha. Từ ngay vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là khoảng 25 cây số. Còn từ đây về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh, khoảng cách của nó là 83 cây số. Nó còn đây là hướng mặt tiền của mình. Mặt tiền của mình quay về hướng Tây cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo nha. Vị trí đất mình hơi thấp cho nên trồng sầu riêng nó cũng chưa được tốt cho mấy. Đó, đây là phía sau của mình. Phía sau của mình nó hơi tùm một chút do chủ vườn không có cải tạo gì lại hết trơn. Để mình nhắc lại nha, ngang theo đường lộ đan 3,5 m, đường xe ô tô vào tới được á là 24,6 m. Sâu vào là 153 m. Hiện tại chủ kêu mảnh này với giá là 830 triệu trên 1.000 m². Nếu cô chú anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí này, có thể gọi cho xem theo số điện thoại là 0978 948 968. Xem sẽ dẫn cô chú anh chị đến để xem đất nha, gặp chủ đất. Có thể thương lượng gì giá cả gì đó, nhưng mà hình như chủ không còn bớt nữa, giá này giá chốt nha. Do trời chuyển mưa, cái video này hơi tối một chút, mong cô chú anh chị thông cảm nha. Đến đây thì xem cũng xin kết thúc video luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị video tiếp theo. Rồi chuyển mưa quá cho nên mình lên nhanh cái clip này nha. Quay màn hình tối quá. Xin chào cô chú anh chị.